Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Looking Back trang số 14 Unit 1 Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhiệm vụ số 1 trong phần Pronunciation. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau: Listen and underline the words that have the consonant cluster sounds tr, br, and cr. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghe và gạch chân các từ mà có các tổ hợp phụ âm được phát âm là tr, br và cr. Write tr, br, or cr about the words that has the corresponding consonant cluster sound. Chúng ta sẽ viết tr, br hoặc cr phía trên từ có phát âm tổ hợp phụ âm tương ứng. Then practice reading the sentences. Sau đó chúng ta sẽ tập đọc các câu đó. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Unit 1, page 14. Looking back. Activity 1. Listen and underline the words that have the consonant cluster sounds tr, br, and cr. Write tr, br, or cr above the word that has the corresponding consonant cluster sound. Then, practice reading the sentences. 1. After having the ice cream, she brushed her teeth. 2. The car crashed into a tree near the traffic lights. 3. Try this new dish created by your brother. 4. They often have brown bread for breakfast. 5. That brave young man likes traveling by train. 6. Is it true that the crime rate is increasing? 5 câu trong phần nhiệm vụ số 1 và chúng ta sẽ đi lại từng câu để xem có tổ hợp phụ âm nào xuất hiện trong mỗi câu. Đối với câu số 1, after having the ice cream, she brushed her teeth. Có nghĩa là sau khi ăn kem cô ấy đã đánh răng thì chúng ta thấy các tổ hợp phụ âm xuất hiện, đó là cr trong từ cream và br trong từ brush. Tiếp theo câu số 2, the car crashed into a tree near the traffic lights. Có nghĩa là chiếc xe đang vào một cái cây gần tín hiệu giao thông. Thì chúng ta thấy các tổ hợp phụ âm xuất hiện, đó là cr trong crashed, tr trong tree và tr trong traffic. Tiếp đến với câu số 3, try this new dish created by your brother. Có nghĩa là thử món ăn mới do em trai của bạn nấu. Chúng ta thấy các tổ hợp phụ âm xuất hiện, đó là tr trong try và cr trong create và br trong brother. Đối với câu số 4, they often have a brown bread for breakfast. Có nghĩa họ thường ăn bánh mì nâu vào buổi sáng. Thì chúng ta thấy các tổ hợp phụ âm xuất hiện ở đây, đó là br trong brown, br trong bread và br trong breakfast. Đối với câu số 5, the brave young man like traveling by train. Có nghĩa là cậu trai trẻ dũng cảm đó thích đi du lịch bằng xe lửa. Thì chúng ta thấy các tổ hợp phụ âm xuất hiện đây, đó là br trong brave, tr trong traveling và tr trong train. Đối với câu số 6, is it true that the crime rate is increasing? Có thật là tỷ lệ tội phạm đang gia tăng? Thì chúng ta thấy có các tổ hợp phụ âm xuất hiện, đó là tr trong true, cr trong crime và trong increasing. Như vậy chúng ta đã cùng nhau điền các tổ hợp phụ âm này và các từ tương ứng. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập đọc lại các câu một lần nữa. Câu số 1, after having the ice cream, she brushed her teeth. Câu số 2, the car crashed into a tree near the traffic lights. Câu số 3, try this new dish created by the brother. Câu số 4, they often have a brown bread for breakfast. Câu số 5, that brave young man like traveling by train. Câu số 6, is it true that the crime rate is increasing?
Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1 của phần pronunciation. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần vocabulary. Phần vocabulary của chúng ta, nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau. What chores are the people doing? Có nghĩa là mọi người đang làm những việc gì? Write the name of the chore under each picture. Chúng ta sẽ viết tên công việc nhà bên dưới mỗi bức tranh. Đối với bức tranh số 1 thì chúng ta thấy hai người trong tranh đang làm công việc, đó là nấu ăn, cooking. Chúng ta sẽ điền cooking vào bức tranh số 1. Đối với bức tranh số 2, chúng ta thấy một người phụ nữ đang đi chợ mua thực phẩm. Chúng ta có thể điền vào bức tranh số 2 công việc, đó là shopping for grocery. Có nghĩa là mua sắm nhu yếu phẩm. Tiếp theo bức tranh số 3, chúng ta thấy một em bé đang giặt quần áo. Chúng ta có thể điền công việc tương ứng, đó là doing the laundry, có nghĩa là giặt giũ. Đối với bức tranh số 4, chúng ta thấy người đàn ông trong tranh đang cầm một chiếc thùng rác đem đi đổ. Và đây là công việc taking out the rubbish, đổ rác. Tiếp theo, đối với bức tranh số 5, chúng ta thấy ở trong tranh người phụ nữ đang dọn nhà vệ sinh, cho nên chúng ta sẽ điền công việc tương ứng, đó là cleaning the toilet. Đối với bức tranh số 6, chúng ta thấy một người đàn ông đang rửa bát đĩa. Chúng ta có thể điền công việc tương ứng, đó là washing up, có nghĩa là rửa bát đĩa. Chuyển sang bức tranh số 7, chúng ta thấy một người phụ nữ đang làm quần áo. Chúng ta thấy công việc tương ứng là ironing, đó là quần áo. Đối với công việc số 8, đó là quét dọn nhà cửa, chúng ta điền sweeping the house. Số 9, chúng ta thấy trong bức tranh người phụ nữ đang tưới hoa. Chúng ta có công việc tương ứng là watering house plants, có nghĩa là tưới cây cảnh trong nhà. Và câu số 10, chúng ta thấy một con mèo đang đứng ở bên bát thức ăn, nên công việc tương ứng đối với bức tranh này đó là feeding the cat, cho mèo ăn. Như vậy cô và các em vừa điền xong tên của các công việc nhà tương ứng với bức tranh. Đối với bức tranh số 1, chúng ta thấy đó là cooking, nấu ăn. Bức tranh số 2, shopping for grocery, đi chợ, đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm. Bức tranh số 3, doing the laundry, giặt quần áo. Bức tranh số 4, taking out the rubbish, đổ rác. Bức tranh số 5, cleaning the toilet, dọn nhà vệ sinh. Số 6, washing up, rửa bát. Số 7, ironing, là quần áo. Số 8, sweeping the house, quét dọn nhà cửa. Số 9, watering house plants, tưới cây cảnh. Và số 10, feeding the cat, cho mèo ăn. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ số 1, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Use the words, phrases in the box in the correct form to complete the text. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các từ, cụm từ ở trong khung, ở dạng đúng của chúng để hoàn thành bài văn. Chúng ta có các từ trong khung như sau. Do the washing up, rửa bát đĩa. Do the heavy lifting, làm những công việc khiêng vác nặng nhọc. Laundry, giặt giũ. Do the cooking, nấu ăn. Sweep the house, quét nhà. Take out the rubbish, đổ rác. Iron, là ủi. Shop for grocery, mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm. Và lay the table, dọn bàn ăn. Chúng ta có nhiệm vụ điền các từ này với dạng đúng của nó để hoàn thành đoạn văn. Đoạn văn của chúng ta như sau. Household chores are divided equally among the members of Thanh's family. Có nghĩa là các công việc nhà được phân chia đều cho các thành viên trong gia đình Thanh. His mother. Ở đây sau his mother, chúng ta sẽ điền từ does the cooking, có nghĩa là nấu ăn. Sau his mother, chúng ta sẽ cần một động từ để thể hiện một công việc lặp đi lặp lại.
mang tính thói quen trong hiện tại, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Và đối với chủ ngữ là his mother, chúng ta sẽ chia động từ bằng cách thêm s, và ở đây cụ thể chúng ta sẽ thêm es là does the cooking. His mother does the cooking, có nghĩa là mẹ của anh ấy nấu ăn. Tiếp theo, thanks father and sister enjoy the food she cooks very much. Cha và chị gái thanh thích những món ăn mẹ nấu rất là nhiều. Besides, she often, ngoài ra thì bà ấy còn thường làm gì đó. Because she wants to choose the freshest and healthiest ingredients for the meals. Bởi vì bà ấy muốn chọn những nguyên liệu tươi và lành mạnh nhất trong bữa ăn. Thì chúng ta thấy ở vị trí số 2, công việc hợp lý về mặt ý nghĩa, đó là việc sort for groceries. Và tương tự chúng ta sẽ chia động từ ở thì hiện tại đơn, sorts for groceries. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là besides, she often shops for groceries because she wants to choose the freshest and healthiest ingredients for the meals. Có nghĩa là ngoài ra thì bà ấy thường mua sắm đồ tạp hóa vì bà ấy muốn chọn những nguyên liệu tươi và lành mạnh nhất cho bữa ăn. Thanks father is a strong man, but he doesn't have much time for housework. Bố của Thanh thì là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng mà ông ấy không có nhiều thời gian cho công việc nhà. So he only that requires physical strength. Có nghĩa là cho nên là bố của Thanh chỉ làm những công việc gì mà cần đến sức mạnh về thể chất. Thì chúng ta thấy công việc cần đến sức mạnh thể chất ở đây đó là những công việc nặng nhọc, và đó là does the heavy lifting. Động từ chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn, đó là does the heavy lifting. Câu hoàn chỉnh của chúng ta là so he only does the heavy lifting that requires physical strength. Có nghĩa là cho nên là bố của Thanh chỉ làm những công việc nặng nhọc mà cần đến sức mạnh về thể chất. Thanh helps with and, có nghĩa là Thanh giúp đỡ công việc gì và việc gì đó. Thì chúng ta cùng đọc câu tiếp theo để xem chỗ trong số 4 và số 5 chúng ta có thể điền công việc phù hợp nào. He feels happy to see his parents wearing clean and neat clothes to work. Có nghĩa là anh ấy hạnh phúc khi mà thấy cha mẹ mặc quần áo sạch sẽ và gọn gàng đi làm việc. Thì chúng ta thấy công việc tương ứng với việc mà sẽ có quần áo sạch sẽ và gọn gàng để đi làm, đó là việc giặt và là quần áo. Ở đây chúng ta có thể điền chỗ trống số 4 và số 5 với các từ đó là laundry là giặt giũ và iron là quần áo. Ở đây chúng ta sẽ điền dạng verb ing đó là ironing. Do đứng đằng sau giới từ with, chúng ta cần hai danh từ, ở đây lần lượt là laundry và ironing. Câu hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là Thanh helps with laundry and ironing. Có nghĩa là Thanh giúp về việc giặt giũ và ủi quần áo. He feels happy to see his parents wearing clean and neat clothes to work. Anh ấy cảm thấy vui vẻ khi mà nhìn thấy bố mẹ mặc quần áo sạch sẽ và gọn gàng đi làm. Although he doesn't really like it because he thinks it's dirty. Mặc dù là anh ấy không thật sự thích nó lắm bởi vì anh ấy nghĩ rằng nó bẩn. Thì anh ấy... Chúng ta thấy công việc có thể điền vào chỗ trống số 6, đó là đem đi đổ rác, take out the rubbish. Và ở đây chúng ta sẽ chia động từ ở thì hiện tại đơn để nói về một công việc lặp đi lặp lại mang tính thói quen. Đối với chủ ngữ là he thì động từ chúng ta sẽ thêm đuôi s, đó là take out the rubbish. Although he doesn't really like it because he thinks it's dirty, he takes out the rubbish every day. Mặc dù anh ấy không thật sự thích nó bởi vì anh ấy nghĩ nó là khá bẩn, anh ấy vứt rác mỗi ngày. Thanh sister contributes by, có nghĩa là chị gái của Thanh thì đóng góp bằng cách. Thì ở đây đằng sau từ by chúng ta cần điền một danh từ. Và để xem danh từ chỉ có việc nhà phù hợp đó là gì thì chúng ta sẽ đọc câu tiếp theo. She does it very carefully so the house is always very clean. Chị ấy làm một cách rất cẩn thận để ngôi nhà luôn sạch sẽ. Thì chúng ta thấy công việc tương ứng để nhà luôn sạch sẽ đó là việc sweeping the house. Ở đây đằng sau by chúng ta sử dụng dạng verb ing của động từ đó là sweeping. Sweeping the house, quét nhà.
Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là Thanh's sister contributes by sweeping the house. Chị gái của Thanh đóng góp bằng cách quét dọn nhà. She does this very carefully so the house is always very clean. Chị ý làm việc đó một cách rất cẩn thận nên ngôi nhà thì luôn luôn sạch sẽ. Before each meal, she's... Có nghĩa là trước mỗi bữa ăn thì cô ấy làm gì đấy. Và after each meal, sau mỗi bữa ăn thì Thanh làm gì đó. Thì chúng ta thấy trước mỗi bữa ăn thì chúng ta phải dọn bàn ăn đúng không? Thì chúng ta sẽ điền sổ trong số 8 cụm từ tương ứng đó là lay the table. Và đây với chủ ngữ là see, chúng ta cần một động từ được chia thì hiện tại đơn. Từ lay chúng ta sẽ thêm s, lay the table, có nghĩa là dọn bàn ăn. And after the meal, sau bữa ăn thì chúng ta thấy công việc cần làm sau bữa ăn đó là rửa chén. Và với chủ ngữ là Thanh, chúng ta chia động từ ở thì hiện tại đơn bằng cách chúng ta thêm s đằng sau động từ. Ở đây động từ của chúng ta là do nên chúng ta sẽ thêm es, và cụ thể là does the washing up. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là before each meal, she lays the table, and after the meal, Thanh does the washing up. Có nghĩa là trước mỗi bữa ăn thì chị ấy dọn bàn ăn, và sau bữa ăn thì Thanh sẽ rửa chén. Sometimes he breaks a bowl or plate. Có nghĩa là thi thoảng thì anh ấy làm vỡ một cái bát hoặc một cái đĩa. Everybody in the family share housework so that all can have some time for rest and recreation. Mọi người trong gia đình chia sẻ công việc nhà để mọi người đều có thể có thời gian nghỉ ngơi và giải trí. Như vậy cô và Kem cùng nhau điền xong tất cả các chỗ trống trong phần nhiệm vụ số 2 và đoạn văn hoàn chỉnh của chúng ta như sau. Household chores are divided equally among the members of Tang's family. His mother does the cooking, Tang's father and sister enjoy the food she cooks very much. Besides, she often shops for grocery because she wants to choose the freshest and healthiest ingredients for the meals. Tang's father is a strong man, but he doesn't have much time for housework, so he only does the heavy lifting that requires physical strength. Tang helps with laundry and ironing. He feels very happy to see his parents wearing clean and neat clothes to work. Although he doesn't really like it because he thinks it dirty, he takes out the rubbish every day. Tang's sister contributes by sweeping the house. She does this very carefully, so the house is always very clean. Before each meal, she lays the table, and after the meal, Tang does the washing up. Sometimes he breaks a bowl or plate. Everybody in the family shares housework so that all can have some time for rest and recreation. Đoạn văn của chúng ta có nghĩa là các công việc nhà được chia đều cho các thành viên trong gia đình Thanh. Mẹ của anh ấy thì nấu ăn, cha và chị gái của Thanh thì thích những món ăn mẹ anh ấy nấu. Ngoài ra thì bà ấy thường mua sắm thức ăn và nhu yếu phẩm vì bà ấy muốn chọn những nguyên liệu tươi và lành mạnh nhất cho bữa ăn. Bố của Thanh thì là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng mà ông ấy không có nhiều thời gian cho công việc nhà, cho nên ông ấy chỉ làm những việc khiêng vác nặng nhọc mà cần đến sức mạnh thể chất. Thanh thì giúp bằng việc là giặt giũ và là quần áo. Anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi mà nhìn bố mẹ mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng đi làm. Mặc dù anh ấy không thích công việc này lắm bởi vì anh ấy nghĩ là nó bẩn, nhưng mà anh ấy đem rác đi đổ mỗi ngày. Chị gái của Thanh thì đóng góp bằng cách quét nhà. Cô ấy làm nó rất là cẩn thận nên là ngôi nhà luôn luôn sạch sẽ. Ngoài ra mỗi bữa ăn thì cô ấy sẽ dọn bàn ăn, và sau bữa ăn thì Thanh sẽ rửa bát đĩa. Thỉnh thoảng thì anh ấy làm vỡ một cái bát hay là một cái đĩa. Mọi người trong nhà đều chia sẻ công việc nhà nên là tất cả đều có thể có thời gian để nghỉ ngơi và giải trí. Như vậy cô và Kem cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần grammar. Phần grammar của chúng ta, nhiệm vụ số 1 trong phần grammar như sau. Finish the sentences with either the present simple or present continuous. Có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành các câu ở dưới đây với hoặc là thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại tiếp diễn. Thì chúng ta thấy cách dùng của thì hiện tại đơn nó là thì hiện tại đơn được dùng để diễn cả sự kiện xảy ra vào một thời điểm ở hiện tại, một sự thật hiển nhiên đúng, hay là để bày tỏ tình cảm, ý kiến, quan điểm, trạng thái được xem như là không thay đổi ở hiện tại. Ngoài ra thì hiện tại đơn còn được sử dụng để nói về một hành động lặp đi lặp lại, có tính chất thường xuyên, thói quen.
Còn về thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta thấy cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn đó là nó dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói, hành động diễn ra ở hiện tại và mang tính chất tạm thời. Như vậy chúng ta đã ôn tập lại sơ qua về cách sử dụng của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ bắt tay vào phần nhiệm vụ số 1. Đối với câu đầu tiên, chúng ta thấy đối với hành động viết thì nó xảy ra tại thời điểm đó nên chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với write. Và đối với động từ miss, chúng ta thấy đây là động từ tình thái chỉ trạng thái cảm xúc nên chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Và cụ thể đối với chủ ngữ là I thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta có động từ sẽ là I am writing. Sau I chúng ta sẽ có động từ to be và động từ dạng verb ing đó là writing. Và đối với về câu tiếp theo, động từ miss chúng ta chia thì hiện tại đơn với chủ ngữ là I thì chúng ta sẽ giữ nguyên động từ miss. Câu số 1 hoàn chỉnh của chúng ta đó là I am writing to tell you about how much I miss you. Có nghĩa là tôi viết thư này cho bạn để nói với bạn rằng tôi rất nhớ bạn. Đối với câu số 2, chúng ta cần chỉ một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, cho nên động từ look after, chăm sóc thì chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Và đối với chủ ngữ là I thì chúng ta có thì hiện tại tiếp diễn có dạng là động từ to be, ở đây cụ thể là am, cộng với động từ dạng verb ing đó là looking after. Câu số 2 của chúng ta hoàn chỉnh đó là Jack is away on business, so I am looking after his dog. Có nghĩa là Jack đang đi công tác, vì vậy tôi chăm sóc cho con chó của anh ấy. Đối với câu số 3, chúng ta thấy ở đây có dấu hiệu always là một trạng từ chỉ tần suất là luôn luôn, thì chúng ta thấy đây là một dấu hiệu của thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động lặp đi lặp lại mang tính thói quen. Thì động từ ở đây chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn đối với chủ ngữ là nam thì chúng ta sẽ thêm s phía sau động từ, ở đây là động từ looks, chúng ta sẽ thêm s đằng sau động từ. Và câu tiếp theo chúng ta có dấu hiệu thời gian, đó là từ now, hiện tại, để chỉ một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói thì chúng ta sẽ chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Và ở đây với chủ ngữ là he và động từ là wear thì chúng ta có dạng hiện tại tiếp diễn đó là is wearing. Động từ to be cộng với động từ ở dạng verb ing. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là Nam always look untidy, he's wearing dirty jeans now. Có nghĩa là Nam luôn trông luộm thuộm, bây giờ anh ấy đang mặc một cái quần jean bẩn. Đối với câu số 4, chúng ta thấy có now là một từ chỉ thời gian, có nghĩa là hiện tại. Để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, chúng ta sẽ chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Và ở đây với chủ ngữ là I và động từ là cook thì hiện tại tiếp diễn của chúng ta sẽ chia động từ đó là I am cooking. Sau I là động từ to be tương ứng đó là am, và động từ chúng ta sẽ chia đuôi ing đó là cooking. Câu số 4 hoàn chỉnh của chúng ta đó là I can't answer the phone now, I am cooking the dinner. Có nghĩa là tôi không thể trả lời điện thoại bây giờ, tôi đang nấu bữa tối. Đối với câu số 5, chúng ta thấy excuse me, xin lỗi, bạn đang đọc báo đúng không? Ở đây chúng ta diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, tại thời điểm người hỏi đang hỏi, cho nên chúng ta sẽ chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Và ở đây đối với dạng câu hỏi và chủ ngữ là you, chúng ta sẽ đảo động từ to be lên trước chủ ngữ đó là are you. Và động từ trong câu là read, chúng ta sẽ chia dạng verb ing đó là reading. Excuse me, are you reading the newspaper? Could I borrow it? Có nghĩa là xin lỗi, bạn đang đọc báo của bạn à, tôi có thể mượn được không? Đối với câu số 6, chúng ta thấy ở đây có cụm trạng từ chỉ thời gian, đó là in the evening, vào buổi tối. Thì chúng ta thấy ở đây để diễn tả hành động lặp đi lặp lại như thói quen vào buổi tối, chúng ta sẽ chia động từ trong câu ở thì hiện tại đơn. Và ở đây cụ thể trong câu hỏi với chủ ngữ là people thì chúng ta sẽ đảo do lên trước chủ ngữ là people. Chúng ta có what do people in your family do? Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là what do people in your family do in the evening? Mọi người trong gia đình bạn làm gì vào buổi tối? Như vậy cô và các em cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau: work in groups, làm việc theo nhóm. Discuss the following questions. Chúng ta sẽ thảo luận những câu hỏi dưới đây. Then report the results to the class. Sau đó chúng ta trình bày kết quả với cả lớp. Chúng ta có các câu hỏi cần thảo luận như sau. Câu số 1, should young people like you share the housework? Why or why not?
Có nghĩa là những người trẻ như bạn có nên chia sẻ công việc nhà, tại sao có và tại sao không. Và với câu hỏi số 2, what household chores are suitable for young people like you? Những công việc nhà nào thích hợp với những người trẻ như bạn? Câu hỏi số 3 đó là what do you actually do to help with the housework in your family? Có nghĩa là chính xác thì bạn thường làm gì để giúp đỡ việc nhà trong gia đình? Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi này nhé. Với câu hỏi số 1, should young people like you share the housework? Có nghĩa là những người trẻ như bạn có nên chia sẻ công việc nhà? Thì chúng ta sẽ trả lời là yes, we should. Có nghĩa là có, chúng tôi nên. Đối với câu hỏi why, lý do tại sao, thì chúng ta có thể trả lời như sau. Because, bởi vì. It helps us to become more sociable. And responsible. Bởi vì nó giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn và có trách nhiệm hơn. And we also learn a lot of cool skills from it. Và chúng ta cũng sẽ học được nhiều kỹ năng từ hoạt động làm việc nhà. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 1 của chúng ta đó là yes, we should because it helps us to become more sociable and responsible. And we also learn a lot of good skills from it. Có nghĩa là có vì nó giúp chúng ta trở nên gần gũi và có trách nhiệm hơn. Và chúng ta có thể học được nhiều kỹ năng hay từ hoạt động làm việc nhà. Đối với câu hỏi số 2, hỏi về những công việc nhà nào thích hợp với những người trẻ như bạn. What household chores are suitable for young people like you? Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Any household chores, có nghĩa là bất cứ công việc nhà nào. But generally, tuy nhiên, thường thì. We should do the chores that are suitable for our physical health. Tuy nhiên thường thì chúng ta nên làm các việc nhà phù hợp với sức khỏe thể chất của bản thân or perhaps to our own interests, hoặc là có thể dựa vào sở thích của cá nhân. For example, ví dụ như as a small girl, là một cô gái nhỏ thì I prefer doing light chores. Tôi thích làm những cái công việc nhẹ nhàng. Such as doing the washing up. Như là rửa bát. To heavy ones hơn là những công việc nặng nhọc. Like mowing the lawn, như là cắt cỏ.
I am also fond of eating. Tôi cũng thích ăn uống. So I like to be responsible for cooking. Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm về việc nấu nướng. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. Any household chores, but generally we should do the chores that are suitable for our physical health or perhaps to our own interest. For example, as a small girl, I prefer doing light chores such as doing the washing up to heavy ones like mowing the lawn. I am also fond of eating, so I like to be responsible for cooking. Có nghĩa là bất kỳ công việc nào, tuy nhiên thường thì chúng tôi làm các công việc nhà phù hợp với sức khỏe thể chất của bản thân hoặc là dựa vào sở thích cá nhân nữa. Ví dụ như là tôi là một cô gái nhỏ, vì thế tôi thích làm các công việc nhẹ nhàng như là rửa bát hơn các công việc nặng nhọc như là cắt cỏ. Tôi cũng đam mê ăn uống, vì thế tôi thích được chịu trách nhiệm việc nấu nướng. Như vậy chúng ta cùng nhau trả lời xong câu số 2. Và đối với câu hỏi số 3 đó là What do you actually do to help with the housework in the family? Chính xác bạn thường làm gì để giúp đỡ việc trong gia đình? Chúng ta có thể trả lời như sau. I do the laundry. Tôi giặt giũ. Wash the dishes, rửa bát. And take out the rubbish, và đem rác đi bộ. Sometimes, thi thoảng. I help mom with the cooking when she is busy. Thi thoảng thì tôi giúp mẹ nấu nướng khi mà mẹ tôi bận việc. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 3 chúng ta như sau. I do the laundry, wash the dishes and take out the rubbish. Sometimes I help mom with the cooking when she is busy. Tôi giặt giũ, rửa bát và đổ rác. Thỉnh thoảng tôi giúp mẹ nấu nướng khi mà mẹ tôi bận. Như vậy cô và các em cùng nhau hoàn thành xong tất cả bài tập trong phần Looking Back trang số 14, Unit 1. Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!